Và Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng máy đo đường huyết mới nhất 2021 của hãng Array ha. Hôm nay chúng ta sẽ xài một cách đơn giản nhất để cả nhà mình dễ sử dụng. Đây là máy đo đường huyết của hãng Array hiệu Glucocat H. Thì trong video trước Hoàng Sơn có giới thiệu chúng ta phân biệt được cái dòng máy mới và cũ rồi. Nếu cả nhà mình quan tâm có thể xem lại video cũ. Còn bây giờ là cách sử dụng đơn giản nhất ha. Thì cái máy đo đường huyết chúng ta cần là một cái máy đo đường huyết, que đo và cây bút lấy máu. Rồi, chúng ta khui hộp ha. Trong cái hộp thì chúng ta có đây cái máy. Rồi, khi đi theo máy thì chúng ta cần có một cái que để hút máu nè. Rồi, cây bút lấy máu và cây kim để gắn vào cây bút ha. Đây, cả nhà mình thấy nè ha. Kim. Rồi xong. Thì trước khi đo chúng ta nên rửa tay sạch và lau khô. Tại vì nếu mà như cái tay chúng ta ướt á, thì chúng ta khui hũ que có thể nhiễu nước vào làm hư hũ que. Cái này Hoàng Sơn nhắc bà con rất là nhiều. Lau khô ha để cái hạn sử dụng của que nó được lâu. Còn nếu chúng ta cứ nhiễu nước vào nó hiểu que xài rồi sẽ bị hư những que thì rất là tiếc nha. Rồi chúng ta có thể rửa tay sạch lau khô hoặc là chúng ta có thể dùng bông gòn để chúng ta rửa cái chỗ mà chúng ta chuẩn bị lấy máu mũi tên nè. Đó, chúng ta xoay ngang cái là sẽ lấy ra. Rồi mình cắm que vào nha, mình cắm cái cây kim vào. Đây là cái cây kim tròn đó, mình cắm vào. Rồi sau đó mình sẽ xoay bẻ cái đầu nhựa ra. Chúng ta giữ lại cái đầu nhựa này để khi xài xong đó, chúng ta cắm vào để nhìn cho vào cái sọt rác ha. Rồi cả nhà mình thấy cái gờ chỗ này nha, chúng ta để đúng vị trí ha, gắn vào đó. Rồi mình gài lại đó, cứ cái tách ha. Rồi vậy là xong. Chúng ta nắm giữa cái màu trắng với màu xanh để tháo nắp. Còn giữa hai cái màu trắng này nó sẽ chỉnh được cái độ sâu của cây kim ha. Ví dụ chúng ta xây như thế này là cây kim dài nhất thì nó sẽ da tay dày á, chúng ta sẽ chích sâu hơn để lấy máu. Còn nếu mà da tay mỏng á, chúng ta sẽ giảm cái độ sâu xuống để đỡ đau. Rồi, mức thấp nhất nè ha, cỡ mức 2, mức 3 đối với da tay mỏng. Đó, chúng ta nhìn thấy cái độ dài của cây kim là chúng ta biết. Rồi, ngay chỗ này khi mà chúng ta kéo cò thì nó sẽ đổi màu. Ví dụ kéo cò nè, mình sẽ đổi màu. Rồi mình bấm vào đây nó chích. Nè cả nhà thấy ha, kéo cò đó. Mình kéo xuống một cái, kéo mạnh xuống cây. Rồi nó sẽ nhảy lên đây đó, khi chích người ta bóp vô thì cây kim nó sẽ không chích lên, nó giật xuống sẽ rất là nhanh, chúng ta sẽ không đau ha. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị xong cái cây bút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rửa tay sạch hoặc là chúng ta sử dụng cồn khô. Rồi mình sẽ chùi cái chỗ mình chuẩn bị lấy máu, ví dụ giống như mình chùi cái ngón tay này chuẩn bị lấy máu nha. Rồi bây giờ khi mà mình lấy que ra, mình sẽ mở nhanh ha. Rồi mình sẽ đẩy nhanh lại. Rồi. Đây là cái máy đo đường huyết của Array đời mới nhất nè. Thì có mấy cái nút nhấn, nút giữa và trái phải để chúng ta có thể xem lại bộ nhớ trước và sau. Ở bên dưới này là cái cổng USB để chúng ta cắm chép dữ liệu ra ngoài. Đây, ở trên đầu là chúng ta có cái lỗ để chúng ta cắm que vào. Và sau lưng là để chúng ta có thể lấy que ra dễ dàng ha. Rồi cả nhà thấy là cái chữ Array nè, nó nằm ở trên cái mặt của màn hình và trên que cũng vậy. Một bên là mặt trái nó không có gì hết và một bên là mặt phải nó có chữ luôn ha, Array. Và chúng ta thấy có cái mạch điện nè, thấy không? Mạch điện thì chúng ta sẽ cắm vào máy nha. Từ trên cắm xuống nè, cả nhà thấy ở phía trên thì nó có một chút xíu để mình lấy máu, mình cắm vào. Rồi đó, nó hiện giọt máu chớp chớp là chúng ta sẽ lấy máu nha. Thì khi lấy máu xong chúng ta sẽ chấm từ ngoài vào nha, chấm từ ngoài vào chứ không có chấm từ trên xuống, tùy theo hãng đó. Nên là chúng ta chấm nè, từ ngoài chúng ta chấm vào đây đó. Khi mà mình chích lấy máu đó thì trong vòng 3 đến 5 giây sẽ ra kết quả nha. Còn nếu mà chúng ta để lâu quá cái que nó sẽ bị tắt máy, màn hình nghỉ, thì chúng ta cắm lại.
chúng ta không nên lấy máu trước vào que nha. Lấy máu trước vào que nó hiểu que xài rồi, nó sẽ cắm vào máy nó không hiểu, nó sẽ hư que đó đó. Mình sẽ cắm vào máy trước nha. Đó. Rồi đơn giản cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy máu, kéo cò. Rồi cả nhà mình thấy nè, mình để cái độ sâu cỡ mức số 3 ha, chỗ mình đã chích còn rồi đó, nó rất là nhanh, nó không có đau. Rồi bây giờ mình sẽ nặn máu ra. Đây cả nhà mình chích từ ngoài vào ha. Đó, rồi ra kết quả nè. À, cả nhà mình thấy là 121, rất là nhanh. Rồi chúng ta sẽ lao còn. Rồi 121 là bao nhiêu ha? 121, nếu mà nhìn vào cái bảng này đó, chúng ta thấy ở chỗ màu xanh, màu xanh này là thấy tốt rồi ha. Cái đơn vị của cái máy này là miligam trên decilit ha cả nhà ha. Đó thì trên cái bảng mình sẽ có miligam trên decilit và milimol trên decilit. Thì ở miền Nam mình hay xài cái miligam. Thì chúng ta tra vào đây là 121, nó nằm trong màu xanh. Màu xanh là gì? Đường huyết bình thường trước bữa ăn. Nếu mà màu vàng là đường huyết bình thường sau bữa ăn. Và màu đỏ là đường huyết cao, và màu trắng là bị hạ đường huyết. Cả nhà thấy kết quả nè, sau khi mình lấy cái que ra nè. Chúng ta đẩy cái nút này lên, nó sẽ nhăn ra. Rồi vậy là xong. Và cái cây bút thì sau đó chúng ta sẽ mở nắp ra, chúng ta gắn trở lại cái nút nhựa nè, gắn cái kim trở lại. Đó, mình nắm, mình giữ cái kim lại. Rồi mình sẽ nắm cái màu xám xám này nè, mình đẩy lên. Rồi mình đẩy lấy que ra xong. Rồi đó là cách sử dụng ha. À, thứ nhất là Hoàng Sơn dặn bà con mình là rửa sạch tay lau khô đó, thì để bảo quản những cái que còn lại. Khá là đơn giản, chúng ta đo chỉ mất khoảng 1-2 phút thôi. À, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại.